Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng đi đến chủ đề số 5, trò chuyện cùng thiên nhiên. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ khởi động bằng một câu hỏi với nội dung như sau. Theo các bạn, vì sao học sinh thường yêu thích và trông đợi mùa hè? Học sinh thường yêu thích và trông đợi mùa hè bởi đây là thời điểm các em đã được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập vất vả. Mùa hè cũng là thời điểm rất nhiều gia đình đi chơi, du lịch, tham quan, hoặc các bạn sẽ được tham dự các lớp học về nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn bản Lao sao ngày hè, trích Tuổi thơ im lặng của nhà văn Duy Khán để cùng tìm hiểu xem những tháng ngày mùa hè thời thơ ấu của nhà văn có gì đặc biệt và ấn tượng. Trước khi đi đọc hiểu chi tiết về văn bản, ta sẽ cùng tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Trước hết, ta sẽ cùng tìm hiểu về tác giả Duy Khán. Về cuộc đời của ông có một số nét tiêu biểu cần lưu ý như sau. Duy Khán sinh năm 1934, mất năm 1993, tên khai sinh là Nguyễn Duy Khán. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng nhà văn đã sử dụng chính tên khai sinh của mình để làm bút danh. Về quê quán, ông sinh ra tại thôn Sơn Trung, xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quê hương có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với các sáng tác của ông và đã trở thành bối cảnh cho những sáng tác của ông. Thời niên thiếu, ông từng được đi học trong vùng Pháp kiểm soát, nhưng do ảnh hưởng của hai người anh trai là Nguyễn Đình Thư và Nguyễn Đình Thả, năm 15 tuổi, ông bỏ dở việc học trốn ra vùng Việt Minh kiểm soát để nhập ngũ. Do có nền tảng học vấn tốt so với thời bấy giờ, thay vì tham gia chiến đấu, ông được đơn vị phân công dạy học rồi làm phóng viên chiến trường cho chương trình phát thanh quân đội. Ông được xem như là một phóng viên chiến trường năng nổ, có mặt trong hầu hết các chiến dịch lớn từ Điện Biên đến đường 9 Nam Lào, Campuchia. Năm 1942, ông về công tác ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, làm biên tập viên, từng có thời gian khá dài công tác ở quần đảo Trường Sa. Sau khi nghỉ hưu với cấp bậc đại tá, ông về Hải Phòng sống cùng gia đình ở phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân và ông mất vào ngày 29 tháng 1 năm 1993 tại chính thành phố Hải Phòng. Tiếp theo, ta sẽ cùng đi tìm hiểu về sự nghiệp văn chương của tác giả Duy Khán. Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, Duy Khán có một số sáng tác tiêu biểu như sau. Thứ nhất, đó là tập thơ Trận Mới, xuất bản năm 1972, tập thơ Một Tiếng Samakhi, xuất bản năm 1981, tập thơ Tâm Sự Người Đi, xuất bản năm 1985, và cuối cùng là tập Hồi Ký Tuổi Thơ Im Lặng, sáng tác năm 1985. Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, Duy Khán chủ yếu sáng tác thơ chống Mỹ và viết về quê hương, gia đình. Sau những cống hiến hết mình cho văn chương nước nhà, Duy Khán đã nhận được những giải thưởng cao quý sau. Ông nhận được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986 cho tác phẩm Tuổi thơ im lặng. Và ông còn nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Sau khi đã nắm được một số thông tin cơ bản về tác giả Duy Khán, ta sẽ bước sang phần thứ hai, tìm hiểu về tác phẩm Lao sao ngày hè. Vậy các bạn hãy dựa vào thông tin sách giáo khoa cung cấp và cho cô biết tác phẩm Lao sao ngày hè được trích từ đâu. Văn bản Lao sao ngày hè được trích từ hồi ký Tuổi thơ im lặng, tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp văn chương của nhà văn Duy Khán. Hồi ký Tuổi thơ im lặng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầm bút của tác giả, đã khiến cho Duy Khán đang từ một người làm thơ chuyển sang văn xuôi, đang từ một người dễ dãi chạy theo các đề tài thời sự, Duy Khán trở lại với cái phần ký ức tuổi thơ nằm sâu và trở nên bền chặt trong tâm tư. Vậy các bạn lại tiếp tục cho cô biết, hồi ký Tuổi thơ im lặng gồm bao nhiêu chương?
Và văn bản Lao sau ngày hè được trích từ chương thứ mấy của hồi ký này? Tuổi thơ im lặng gồm 29 chương và Lao sau ngày hè được trích từ chương thứ 6 mang tên Lao sao. Tên đoạn trích trong sách giáo khoa do người biên soạn sách đặt. Trong lời tựa, tác giả nói rằng ông viết cuốn sách này như là quà tặng ba người con của mình. Hồi ký tập hợp gồm nhiều chương nhỏ trải dài từ lúc tác giả mới bắt đầu biết nhận thức cho đến khi gia nhập quân đội năm 15 tuổi. Mỗi chương là những ký ức sinh động về làng quê Bắc Ninh, từ thiên nhiên, phong tục, lễ hội đến mảnh đời những con người có số phận éo le, con vật nuôi qua con mắt trẻ thơ, không định kiến của cậu bé Khán. Sau khi đã nắm được một số thông tin về tác giả và tác phẩm, ta sẽ cùng bước sang phần thứ ba là đọc, nghe tác phẩm. Các bạn hãy mở sách giáo khoa ngữ văn 6, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo, đọc thật kỹ văn bản Lao sau ngày hè. Bởi đây là bước quan trọng giúp các bạn chiếm lĩnh được nội dung của tác phẩm này. Đây chính là nền tảng để chúng ta có thể đi đọc hiểu thật tốt tác phẩm ở phần sau. Khi đọc văn bản, các bạn lưu ý ngắt nghỉ đúng chỗ, chuyển giọng phù hợp giữa những câu tự sự, miêu tả và biểu cảm. Vậy văn bản Lao sau ngày hè có những gì đặc sắc ở nội dung và nghệ thuật thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong tiết học sau. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo cùng olmer.vn.